Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình đi chơi. Đi chơi? Đâu phải đi chơi, đi mơ. Đi mơ hả con? Hello Y Xanh. Hello. Hi. Hi guys. Con nói hi. So sweet. Hi guys. Xanh nói xin chào mọi người. Hey, xin chào mọi người, mấy con nè. Xanh nói xin chào mọi người con. Đi chào mọi người. Xin chào mọi người, Kitty. Hi everybody. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình chủ nhật, ông xã nói chở cho ba mẹ con đi chơi để ở nhà riết bị stress. Rồi đi đâu cũng đâu có biết đi đâu, đi IKEA, đi chỗ này chỗ nọ. Mà giờ mấy con nó đòi đi lên mall. Đi lên mall nó chơi, đặng nó coi hồ nước đồ này kia đó. Thôi giờ mình chở nó đi lên đó chơi. Hỏi mọi người ý kiến nè, ngày mai là mình uống tóc đó, trời ơi, không biết uống tóc đẹp ha, là xả đẹp đây. Ông xã mình không cho mình uống, ông cản liếc à. Hôm nay uống hư tóc hết, mà ông thích để tóc dài vậy nè. Mà sao mình thấy mình muốn thay đổi thử coi nó như thế nào. Rồi thành ra ông không cho. So, do you sure I wanna try curve my hair, part my hair or? What do you want to do? You have been trying for the last few years. I tried you. Ông nói tối ngày cứ đòi riết thì thôi giờ thử đi. Thích quá thì thử đi để mình thử coi làm sao nha mọi người. Ông nói để cái tóc này ông thích hơn thì đè tay mà cứ mấy ông tay này cứ thích ông này cũng phải tay. Muốn người châu Á mình thích để tóc dài tóc thẳng chứ không phải là dài, nói chung là cắt ngắn cắt này cắt nọ thì được, nhưng mà ông thích uống. Nhưng mà mình nó lại muốn thử coi nó như thế nào. Thì mọi người thấy sao? Mi con có thích mami uống tóc không? Mi con có thích mami uống tóc không? Perm my hair. Giống như cái noodles vậy, giống như cái mì gói vậy. Giống như ngoại vậy, chịu không? Nói ngoại nó không chịu, nó tưởng tao già. Không phải. Ờ, ý chị nói là nếu mà mình làm vậy thì mình giúp nó nhìn thấy lớn, thấy già đó. Tại chỗ mommy muốn vậy, mommy làm vậy. Thì cậy mà là when we permit it's kind of go straight, yeah? I don't know about that chicken. I'm not an expert on that. I don't know. Mà mình nghĩ chắc cũng probably you can't go back, but again it's more chemicals to go back, I guess. Nó cũng chừng khoảng mấy tháng thì chắc nó cũng cái mặt của mình sao càng ngày càng bự lên mọi người ha, right? Yeah. Quá bự luôn. Chân ơi, chân của má mì. So are you gonna look like your mom, right? You're gonna look pretty much like your mom, like abuelita, like grandma, with a pelito like that. No, I hope not. I hope not. Okay. Mình không cắt tóc đâu, mình để y dài sạp như này, mình uống lên cho nó lên chút xíu, quăng thử coi sao. Uống tóc thì nhìn mình thấy nó đẹp, nó nhưng mà cái nhìn nó hơi lớn tuổi chút xíu. Mà ô kệ bà, làm thử. Mùa này mùa dịch cũng ở trong nhà, không có đi đâu, kệ làm thử coi sao. Tóc dài thì đương nhiên là trẻ rồi á, nhìn thấy nó trẻ trung hơn. Nhưng mà of course straight hair looks much younger. Perm it looks older. Elegant, it looks a little bit mature, it all depends how the perm is done. So yeah, if it's like your mom, of course you're gonna look older. If it's something different. Ông sợ mình uống giống má, tất nhiên là cái uống của cái, tại vì trong đầu của người Tây là khi mà nói uống là họ cứ nghĩ là uống là giống như những người khoảng 60 trở lên thì họ mới uống. Còn tự nhiên còn trẻ là ông không có nghe uống hết, phải không? Cho nên vậy con. No, it's not crazy. It's not about being crazy, Miko. It's about you want to do it or not. That's it. Okay, now. One. Two. Sun. Two. Three.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! 11. 13, 14. Okay, bây giờ mình quay ở trước cho mọi người coi nè. Chói nắng, chói quá. Nhưng mà nắng rất là nắng, ở ngoài rất là 20, 21. Ờ trời, vậy cái mình nghe buồn ngủ gì đâu luôn á. Mọi người coi nhà hàng nè. Hoa pizza. Quê luôn mọi người thấy không? Ôi, trời ơi mọi người coi nè, ngày chủ nhật mà cái chỗ parking này nè, cái mall này là cái mall lúc nào cũng đông hết trời trơn á, mà lần đầu tiên mình thấy nè, trời ơi cái ngày chủ nhật mà nó trống lắm. Thường đi cái mall này là đừng có hòng mà kiếm được parking nha, parking ở dưới này rất là khó luôn. Rồi không có đeo bao tay gì hết trời trơn nè, đi lẹ lẹ vô. Em theo cái chiếc xe gì đẩy để chút nữa anh buồn ngủ rồi anh Let's go. Hết nào mọi người. Đúng rồi, chắc mình nghĩ là mình đi shop quá đó. Open the things for them to see. Nè, nhà hàng đâu đây? Đây nhà hàng của Việt Nam nè mọi người thấy không, trang trí rất là sang và đẹp luôn á nha. Mà ăn dở ẹt à. Còn đây là của Nhật, nhà hàng của Nhật. Thế mình nghĩ chắc phải mình đi sớm quá mọi người ơi, nên không thấy ai hết à. Chắc mình đi sớm quá đó cho nên không thấy ai hết thì trơn. Chỗ bán cà lem mà còn có mở nữa nè. Rồi mọi người coi nhà hàng rồi đóng cửa hết nè. Hình như là nó không có cho ăn ở trong nhà hàng đó, chỉ có được mua ra thôi. Cho nên hình như nó không có cho ăn, nó chỉ cho order thôi, nó đóng cửa hết đó. Mà không biết chút nữa mấy chỗ first court nó có nè. Quê à. Chào mọi người nè. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Đây tiệm dài áo đồ nè mọi người. Mẹ con đi ở đâu rồi con? Đi mò thời Covid. Cái tiệm đồ này là tiệm đồ thứ dành cho high school giống như của Mẫn đâu đó. Garage nè. Cậu Mi Xanh nay mặc đồ là ảnh lựa nha mọi người. Hồi sáng thì mình mặc cái quần jean vô mà ảnh la thôi, ảnh la thấy sợ luôn đó. Anh đời mặc quần này em mới chịu. No, mask.
Ngày nay đi là chủ yếu là vì con thôi á. Ông nói ông thích đi vắng quê vậy nè, an toàn. Thích lắm. Anh lên đây là anh thích cái chỗ nước này nè. Mê lắm. Ông nói ông thích đi vắng quê vậy nè mọi người nữa. Nè, cái tiệm này mua đồ nè, dưỡng thải, mùi thơm rồi đó là cái tiệm này nè. Dạ. Nếu mà có mua là 50% off nữa nè. Tất nhiên là nếu mà nó có sale rồi mình vô mình lấy nó dần được 50% off nữa. What? What you want? No. Michael, one. Đeo lên đây con. Michael, one. Xanh lít hả con? Lại đây. Đây blue red nè. Màu xanh ra nè. Có cái này nó nghi lắm. Okay. À, nó đâu có cho bán đâu. Làm con công nè mọi người. Clean his hands, sanitize. Nè mọi người, con sông nè. Cái cầu nè. Cái cầu mà giờ không cho lên này nó sợ mình nắm tay á. He's touching the floor. That's it. Let's say no, I don't. Hoa mà đã kết lại nè mọi người. Yên một con sông ở trong cái mo luôn mọi người. Yên cái mo mà có yên con sông trong này luôn nè. Nè mọi người coi security kìa. Vắng quê vậy đi vậy á thì nó sướng nhưng mà lại buồn. Nó an toàn. Chỗ bên đó là cá voi cá heo gì á, sư tử biển á. Nó sư tử biển nó chơi ở đó mà giờ mùa này vậy nó cũng không có cho vô ngồi coi nữa. Đi như vậy thì an toàn nhưng mà buồn mọi người, không có ai hết được trơn à. Nhắc quê à. Nhưng mà nó an toàn, mấy đứa nhỏ chạy được vô tư. Đây một chiếc thuyền này rất là lớn luôn nè. Con sông gì nè, nó đợi cái thuyền này là rất là bự luôn. À, có người họ làm sinh nhật hay gì cho con họ hay là party gì á thì họ đãi ở trong này nè mọi người. Đó, họ mướn cái thuyền vậy bao nhiêu tiếng đồng hồ á họ vô đó. Chuyên đồ Lego đó. Mắc lắm. Còn mấy cái con này nè là mùa không có dịch á là nó cho mình mướn mình chạy vòng vòng khu nè. Bây giờ nó che lại hết rồi. Sao? Thích không? Yes. Mọi người thấy ngày nay mấy con đánh gì con? Đi coi ba ba lại dẫn đi lên rồi kìa, coi có ai ngồi như ảnh không? Đó, see. He's sit by himself đấy, coi coi coi. Cái này hết không? Nè tiệm Lego nè mọi người. Con.
You check it out. Let's go to Mia Pune. You see? Wow. So cool. Ew. Ở trên đó là rạp chiếu phim, ở trên nữa là rạp chiếu phim. Còn đây ở bên kia là rạp chiếu phim đi vô đó. Che lên cái mũi này xanh xanh. Lấy cái khẩu trang che lên cái mũi của xanh. Mi con mở cửa hả con? Không phải cửa đằng kia kìa. Anh tưởng chỗ này mở cửa không phải. Quay. Mình phải sắp hàng. Mi con che cái lỗ mũi em, như che lỗ mũi con lại kìa. Nè lại đây mới dẫn đi nè lại đây. Hello mọi người đi hello. Cậu hả? Vô coi hả? Vô coi cậu hả? Cậu hả con? Nắm tay mommy đi hả? Nè coi nè mọi người nắm tay mommy đi nè. No, we have to wait. Nất này lắm nè. Kìa đây, they not even have food court? Should be open today. Earlier. What time is it? 11:10. Oh, but okay. No, it should be open a little bit. Tại vì mình đi sớm quá hả mấy con, đói bụng không? Yeah. We can go later there, we can go to TNT, 2 o'clock on TNT. TNT. Rami, can you tell me this? Mấy à, đây nè. Just for, yeah. Sure. What? Want two more people? Okay. Yeah, okay, go now, son. Not yet, Mika, hold on. Ngày nay, mami dẫn mấy con đi lên Lego, mấy con thích không? Yeah. Vui lắm nè mọi người. Dạ, yeah. Mấy con không có đẩy em. Ok, mami đẩy. Mami nè. Đó. Wow, chiếc xe nè mọi người. Trời ơi. Ý cái chiếc xe bự cho bán gì mà bằng Lego hết nè. Tay. Wow. No touch. Okay, this one. Okay. Wow, thích không con? Ở chiếc xe gì mà gắn màu Lego kìa hay không? Papa. Xin quá thích luôn hả con? Trời ơi, hả? Xin quá thích luôn hả con? Thích không? Cái này. Check it out. Oh, nice. So cool. Papa. Trời ơi Mia cái gì vậy cô Ni mà nó lại đây cho nó thích lắm á ha. Wow, cái chiếc xe này mọi người có tin nổi không là tất cả một từng miếng mà nó gắn vô thành chiếc xe vậy đó. Ui cha. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình dẫn mọi người lại coi cái giá cả này nha. Giá cả nè. Ồ, cũng không có mắc lắm. Mà thấy một hộp vậy nè. Có chút ép vậy nè. Mà 24 đồng thực sự có mấy miếng ở trong đó thôi đó. Mà cái logo này nè, cái này á. Bill một cái này á là 400 nè mọi người. Đó, 400 đó. Cái sở thích của anh chồng mình á. Nè, mọi người tính em một con như vậy là 25 đồng á. Trời ơi, một cái chút ép nhẹ bằng có nhiêu đây nè. 25 đồng đó. Hello guys. Spider. I want a snack.
Wow, Captain America. That's okay. Captain America. And what's this? Show me who. This one, the one green. That one is Mysterio. Spider-Man. It's about a guy in Spider-Man. Spider-Man. It's called Mysterio. Yeah, yeah. That's cool. One con như vậy là 280. 280. Wait, yeah. Wait, yeah. It's door. One con door? Where? This. Yeah, that's correct. That's and that's Spider-Man, right? Yep. And what's that? That I think is Venom. The bad guy, open Venom. Get it. Venom is the bad guy from Spider-Man. Open. Huh? Open. No. No. Okay. Let's go. Thôi, anh thích quá mà anh không. Yeah, I'll do it. Anh thích quá mà anh không chịu đi luôn kìa. He want this one. Get it. He want that. Ngủ rồi. He's sleepy. The elevator is actually. Escalate. No, we cannot go the escalator. Something's down there. Uh-oh. Coming. Got it. Trash. Okay, it's on. It's on first two. Sanitize the hand. Làm nãy thương ghê không? Mọi người rất là đơn giản luôn. Mình thích mặc mấy cái áo đầm như vậy đó. Đi vô coi có mình mua. Đói bụng thì phải ăn trưa rồi xong ăn cà lem không tin. Muốn ăn cà lem, giờ ta có bán cà lem đâu mà ăn. Có cà lem đâu mà. Ok, đi xuống coi, hồi nãy mới thấy không có bán. Đây là cái ở trong mall này mọi người, mà nó làm cái con sông này rất là lớn luôn. Con sông nhân tạo đó. Cho chích tiền. Ở trong trước, ở trên đây á, là rạp chiếu phim rất là lớn luôn, rạp chiếu phim. Rồi đằng kia là hotel. Nói chung tất cả mọi thứ nó nằm ở trong đây hết rồi. Casino đồ nó nằm trong đây hết. Anh trồng cái cây này mọi người thấy bự ghê không? Không trồng bên Colombia đâu. Ở bên Colombia trong cái mô mà nó trồng cây còn đẹp dữ nữa. Cây luôn nó trồng. Cái tiệm này nó bán xà bông tắm không? Cái hiệu này là mọi người trộn mắt dễ sợ mắt không? Để mình ra mình coi hồ bơi nó như thế nào nha. Nghĩ chắc bây giờ nó vẫn que. Cái hồ nó đóng cửa nè, thành ra nước rồi nó rút hết luôn. Sạch thu bốn trăm lốc. Yeah, they remove it because it's closed. In the meantime, so many people are sick. That's why. Nó xả hồ sạch thu hết luôn mọi người, không còn miếng nước nào hết nè. Chán nghe không? Mọi người coi cái cách trang trí cái tiệm bán quần áo của nó ở đây nè. Đó, vậy đó. Rất là ngầu, rất là đặc biệt. H&M. Kate Spade, cái tiệm này là của cái cô thiết kế thời trang mà mất rồi nè mọi người. Chỉ thích ăn cà lem mà mình nhịn dưới mà cái tiệm cà lem nó còn không có bán nữa đó. Không biết cô gì cho chị ăn đây nữa. Muốn ăn cà lem nhưng mà cũng muốn trà sữa nữa. Ớt không? No, they close. Đây là mọi người ơi. Chợ Tàu. Oh wow, Tết ghê không?
Sao không kia đi? Sao bỏng rồi? Anh này là anh bồ ngủ. Dim sum, let me try to see his image. Chiquita, Chiquita's getting excited. Một tô mì vậy 10 đồng. Oh man. Are you gonna eat something? What are you wanting? Go ahead. Man, really? We cannot sit here, right? No, you cannot. We have to sit there in the car or... What do you want? Go ahead. The thing is, I don't even know where to sit. Đồ không cho đi vô sao múc cho nội. Check those buns for you. You look very young, like. No. I'm just saying, look. I know. Mấy cái bánh nó chưa dở, thấy mồ luôn, ăn không nổi. Chào Tết nè mọi người ơi. But there's more ice cream there. This one maybe they yeah, sell one by one. Ooh. Or by buying one of those one and get a spoon for her to scoop and both of you can eat. Which one? Rồi mọi người coi nè, đi mệt quá ngủ này để thương ấm không? I have this little chocolate popsicle. Tới giờ là ngủ kệ thấy thương lắm không ạ? Chị này hồi xưa là chơi múc tàu cũng được nè, mà anh này là đúng giờ đúng giấc mà ngủ thì thấy thương kìa. Hey, this is Linda. Má ngủ nè. Cái này chỉ có một góc chợ thôi. Chợ tàu đó mọi người. Ôi giờ chỉ đi ăn cà lê mà diễn chỉ khó vậy. Nó mèo con nó tan hết à con, cà lê đâu có mua để được. So you want mochi? Mochi than the individual one then, because mochi. A little box, one of these little boxes. Oh, they have a little one? Yeah. Okay, I just... What did she say? I push. What did she say? I don't know. Okay, are you gonna eat something for your chicken? What you gonna eat, Kitty? Not here. What you wanna eat? Maybe the food court something. Okay, go to the food court if they sell something. Maybe no, eat... Go ahead if you want, go ahead. No, maybe tie or something together. I'm not gonna eat here and then... You sit in and then I'm gonna eat over there. Ăn cà lem này, cà lem mọi người mua chi? Hả? You gonna give me your hands. Okay.
pretty yummy, right? Cà lem của Nhật nè. Cái gì của Nhật? Nhật cũng mắc như vàng á, một cục vị đồng á, ghê. Ăn cục chút ép vị đồng á, anh cái này, it's a dollar each. No, less than that. Because it's 6 bucks. It has 9. The one I bought is... So like 70 cents each? One each, a dollar. No, dollar 20 cents, because it's 6, 4, 7. Do you always... Flowers outside? It's like a dumpling, but with ice cream on the inside. That's what it is, a mochi. Want to come? A dumpling with ice cream on the inside. Okay, we're hungry now, we're gonna attack. Maybe. Uh-huh. Nè, mochi ice cream nè. Ở ngoài bột mà nó quấn ở bên trong là... Nó quấn bên trong là kem. Mỏi thương không, anh ngủ nè. Quá mệt rồi. Mi con hồi nhỏ là cái bàn chị chơi cỡ nào chị cũng chơi luôn, chị không có buồn ngủ. Cái khoai lang này là nó dùng quanh thế giới luôn nè mọi người, nó đang nổi đó.